Huấn luyện viên Kia Tisuk tiết lộ bí kíp thắng Hà Nội Fan Club. Huấn luyện viên Kia Tisuk không ngại ngần tiết lộ bí kíp thắng Hà Nội Fan Club, trong khi tiền vệ Minh Vương khẳng định tự tin hơn qua trận đấu này. Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ đánh bại Hà Nội Fan Club 1-0 ở vòng 10 V-League tối ngày 31 tháng 5 nhờ pha lập công ngoại binh Paulo trên chấm phạt đền phút thứ 6. Tôi rất vui vì Hoàng Anh Gia Lai đã thắng đối thủ lớn, nhà cầm quân người Thái Lan phát biểu sau trận đấu. Không chỉ giành điểm số tối đa mà chúng tôi đã thể hiện cho khán giả nhà sự hiệu quả trước Hà Nội Fan Club. Chiến thắng này giúp chúng tôi tự tin ở các trận đấu tiếp theo. Kết quả trận đấu mới nhất trên sân Pleiku diễn ra trong bối cảnh năm 2022. Thầy trò Kia Tisuk chưa từng thắng đội bóng thủ đô. Họ thua 1-2 ở giai đoạn 1 rồi hòa 1-1 ở giai đoạn 2 V-League 2022. Sau đó, đoàn quân của Kia Tisuk còn thất thủ 0-2 trước chính đối thủ này ở bán kết cúp quốc gia tại Pleiku, rồi thua 2-4 ở giải giao hữu cúp Tứ Hùng tại Hải Phòng. Chuyến làm khách đến phố núi lần này, đội bóng thủ đô thiếu hụt lực lượng nghiêm trọng. Họ thiếu Văn Quyết, Thành Chung vì án treo giò, còn Hùng Dũng, Xuân Tú, William Silva và Almedia Silva dính chấn thương. Vì thế, ông Bandovic chỉ có thể dùng một ngoại binh và sử dụng nhiều cầu thủ trẻ như Nguyễn Văn Tùng, Nguyễn Văn Vĩ, Vũ Tiến Long, Mạch Ngọc Hà. Ngay cả lão tướng 35 tuổi Phạm Thành Lương cũng xung trận và đá ở vị trí tiền vệ trung tâm, trái sở trường. Tuy nhiên, không phải vì thế mà Hoàng Anh Gia Lai dễ dàng áp đặt thế trận trước nhà đương kim vô địch. Huấn luyện viên Kia Tisuk cho rằng ông đã nghiên cứu kỹ đối thủ và tìm ra cách khắc chế thành công. Hà Nội Fan Club rất mạnh ở khu vực 1/3 sân phía cầu môn đối phương. Sẽ rất nguy hiểm nếu để cầu thủ của có khoảng trống, đặc biệt hai bên cánh, ông Kia Tisuk nói. Vì thế, chúng tôi đã phòng ngự hơi thấp, bịt các khoảng trống ở hai cánh để Hà Nội Fan Club không phát huy được điểm mạnh. Nếu chơi áp sát tầm cao, chúng tôi sẽ để lộ ra nhiều khoảng trống ở hai biên. Lựa chọn phòng ngự, phản công của chúng tôi đã thành công. Thực tế trận đấu hôm qua cho thấy Hà Nội Fan Club vẫn có nhiều pha tấn công biên và tạt bóng chính xác vào vòng cấm, song không đủ sắc sảo để tận dụng. Tiền đạo trẻ Nguyễn Văn Tùng hai lần thoải mái đánh đầu đưa bóng chệch cột. Trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh cũng một lần tham gia không chiến nhưng thiếu chính xác. Chiến thắng 1-0 trước Hà Nội Fan Club giúp Hoàng Anh Gia Lai có 13 điểm, xếp thứ 7 ở Night World V-League 2023. Tiền vệ Trần Minh Vương cũng cảm thấy thoải mái, tự tin khi đội nhà giành chiến thắng thứ 2 từ đầu mùa. Qua chiến thắng này chúng tôi sẽ tự tin hơn cho chặng đường phía trước. Tôi hơi tiếc vì các tiền đạo vẫn lỡ nhiều cơ hội và hy vọng họ sẽ cải thiện để có nhiều bàn hơn nữa ở các trận tới, Minh Vương chia sẻ. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video, đừng quên nhấn đăng ký để ủng hộ đội ngũ kênh. Hẹn gặp lại trong các video trước theo.